Xin chào quý vị và các bạn. Trong triển lãm Frankfurt Motor Show 2019 lần này, tất cả những hãng tham dự đều mang rất nhiều mẫu xe phiên bản chạy điện đến. Và đây là một chiếc xe mà các bạn tôi nghĩ sẽ rất quan tâm. Nó chính là chiếc GLC điện, hay hãng đặt tên là EQC 400. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chiếc xe này. Trước tiên tôi sẽ nói thông số kỹ thuật cho các bạn, để các bạn biết luôn nó là như thế nào. Chiếc xe này được trang bị động cơ 300kW và công suất quy đổi ra là 408 PS, có nghĩa là hơn 410 mã lực, với mô men xoắn cực đại lên đến 760 Nm. Mô men xoắn là một con số rất khủng khiếp. Và cái quãng đường tối đa mà nó đi được cho một lần sạc là 471 km, gần 500 km rồi. Rất khủng khiếp. Cái con số 500 đang là cái số mà ngưỡng là cao, hợp lý cho một lần sạc thôi nhá. Một lần sạc thôi đấy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Nếu nhìn tổng thể cái xe thì các bạn sẽ thấy là nó lấy cái nguyên cái form của chiếc GLC, nhưng cái cụm này nó đã khác này. Lưới tản nhiệt và cụm đèn pha nó làm nối liền mạch với nhau. Lưới tản nhiệt nó sẽ làm đen xì, và cụm đèn nó có cái viền màu xanh, để các bạn hình dung ra nó là bạn chạy điện. Và có đèn tôi nghĩ là multi beam ở đây, rất to, với 2-3 bóng projector, nhìn rất đẹp luôn. Cái lưới tản nhiệt này nó cũng có thể đóng mở được. Đó, không hiểu sao nó lại đóng mở. Thì lát nữa chúng ta sẽ mở ra để xem ở phía trong nó gồm những cái gì mà nó lại đóng kín như thế này. Hiện tại đang đông người cho nên chúng ta chưa vào đấy xem bộ. Rồi, cái giá của cái xe này nó là 71.000 euro cho phiên bản base, có nghĩa là bản tiêu chuẩn. Còn phiên bản full option hiện đang bán tại đây là 92.000 euro. Giá đấy. Chúng ta có một cái khe thông gió ở đây, khe thật luôn. Tiếp theo chúng ta sẽ sang đến phần thân xe. Thì đây rõ ràng là một chiếc SUV GLC, nhưng không, phần đuôi nó đã dài hơn và nó hơi cúp đi một tí rồi. Hơi cúp cúp xuống một tí rồi. Lát nữa chúng ta sẽ nhìn. Chúng ta sẽ có cái huy hiệu EQC ở đây. Mâm này, cái mâm nó vẫn mang cái độ đẹp nhất định, kiểu như mâm của AMG. Phanh đĩa to và đĩa phanh có cái khe tản nhiệt, mâm 20 inch luôn. Nhưng mà dù sao nó vẫn là xe điện cho nên là cái mâm của nó vẫn kiểu dày dày một chút. Kiểu kiểu đấy, xe điện nó hay kiểu đấy. Chúng ta sẽ ra đến phần sạc điện. Đây chính là cái sạc điện. Cái cổng sạc điện này thì ở đây nó ghi là Ionity, có nghĩa là một cái công nghệ, một cái chạm sạc rất nhiều ở châu Âu. Đây, sang bên này, hãy xem cái lỗ sạc điện nó đây. Nó là một cái chuẩn sạc, cái chuẩn sạc của Ionity, gồm rất nhiều cái lỗ nhỏ nhỏ. Và tất cả các xe đều sử dụng cái lỗ sạc này, chứ không phải là mỗi hãng hay là mỗi xe nó lại một cái lỗ hình khác nhau. Hãng thì dẹt, hãng thì tròn, hãng thì tam giác, thì lúc đấy sẽ rất là loạn. Nhưng đây họ sử dụng chung một chuẩn, cho nên là xe nào cũng có thể cắm vào cái lỗ sạc của INET này được. Đây, ở đây thì các bạn sẽ nhìn thấy rất giống GLC phải không ạ? Nhưng nó đã được kéo dài và nó hơi cúp xuống. Đèn thì nó đã chạy vắt sang ngang rồi, nó đẹp hơn rồi. Mở cốp thì nó cũng mở ở cái logo này cơ. Ấy, vì là xe điện cho nên cái cốp này tôi nghĩ rằng nó sẽ để pin. Ồ không, nó vẫn là một cái khoang chứa đồ, nhưng ở dưới chắc chắn là pin. Chúng ta sẽ không có ống xả đâu cả, xe điện mà. Ôi, tôi sẽ họ vào khoang nội thất mất rồi, hơi tiếc. Nội thất đẹp quá. Tôi sẽ giới thiệu từ cánh cửa trước. Hãy nhìn vào đây, cái cánh cửa của chiếc EQC 400 này. Nhìn cửa tôi đã thấy đẹp rồi. Đây này, nhìn vào đây này. Ôi trời ơi, đáng yêu chưa. Nhìn cái khe loa này, tôi không biết là đã là loa Burmester hay gì chưa, nhưng mà quá đẹp. Cái viền này cũng siêu khủng khiếp này. Sưởi này, làm mát này, đầy đủ này. Da được thêu cái ô quả chám rất đẹp luôn. Ghế cũng đẹp nhá. Hãy nhìn cái da ghế này, quả chám rất đẹp. Đó, đẹp chưa? Và hãy nhìn khoang nội thất. Hãy nhìn sang khoang nội thất phía trên. Các bạn sẽ thấy là cái cửa gió điều hòa đẹp tuyệt hảo với màu vàng đồng. Đó, cửa gió điều hòa ở phía giữa nữa cũng rất đẹp. Hai màn hình ngang. Cái thiết kế này thì chúng ta đã gặp nhiều ở trên những chiếc xe mẹc gần đây.
với cả cái vô lăng đời mới đây. Rồi, loa Burmester nhá. Đây, nhìn sang đây mới biết này. Đẹp chưa? Rồi. Hàng ghế sau. Cái cửa của hàng ghế sau này rất dài và rộng. Để xem cái độ mở của nó như thế nào. Cũng chưa phải là cực kỳ kinh khủng lắm. Tôi muốn nó mở thêm được khoảng tầm 7-8 độ nữa thì nó sẽ vuông góc, dễ vào hơn. Nhưng mà cái nội thất pha rất là đẹp. Pha rất là đẹp, đen trắng và thêu quả chám. Đẹp thật. Ổn không ạ? Đó. Tôi vẫn muốn mở cái nắp capo này ra để cho các bạn nhìn. Tôi đang tò mò. Tôi sẽ nhờ anh này cho tôi mở. Excuse me. Ok. Đó, tôi mở ra thôi. Hello, excuse me. Đó, đây, trời ơi. Nó thế này cơ mà. Thay vì là cái động cơ thì nó đã có cái hệ thống pin ở đây. Toàn bộ là pin luôn. Và nó kín mít luôn. Dưới này là cái hệ thống pin. Chất lượng chưa? Kín mít luôn. Nhìn nó sạch đẹp nụt nà như thế này cơ mà. Đó, bây giờ tôi sẽ đóng lại. Rồi, các bạn thấy chiếc EQC này như thế nào? Có đẹp không? Hãy cho chúng tôi biết bằng cách comment. Đừng quên subscribe kênh YouTube và bấm vào nút chuông của chúng tôi để theo dõi những video mới nhất thường xuyên hơn. Hãy đi lại một vòng để xem chiếc xe này đẹp như thế nào. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.